Làm gì vậy? Ủa bắn ế quá rầu rồi, thở bè không nội? Ế đầu ế, tại vì thấy có người làm gì mà rầu rĩ mà cứ thở dài hoài, cho nên là tôi thở bè vậy mà. Tại vì mày không biết thôi. Sao hả, anh bị gì vậy? Mặt trăng với mặt trời sắp gặp nhau rồi đó. Cái gì? Nhật thực mới cách đây mấy ngày nè. Nhưng mà sẽ có nhật thực nữa. Ê, tao nói là đàn ông sợ vợ là phải chịu à. Ông nghĩ sao vậy? Tôi mà sợ vợ à? Ủa chị lại mới tới hả chị? Rồi mất thục dí à? Không có sợ vợ, mà nhắc tên vợ cái sợ liền. Bà vợ anh không phải mình anh sợ đâu. Nguyên cái xóm này cũng sợ quá, bà giữ như quỷ vậy đó. Không sợ vợ chứ sợ ai nữa, tôi nghe coi. Tôi sợ bồ. Ha, sợ bồ. Đừng có lá mà. Im lặng tôi được không? Nghe nè, mà tôi chưa thấy ai với ông hết á. Người ta là chỉ có sợ vợ thôi, ông là cả hai luôn, vừa sợ vợ mà vừa sợ bồ. Lily là bồ tôi à. Tự nhiên Lily rồi kết nghĩa chị em với vợ tôi à. Tôi buồn lắm, tôi ăn không nổi rồi biết không, tôi ăn uống không được gì cả ông à. Thôi cha, cha ăn uống không được mà 4 tô rồi đó cha. Tại vì bao tử nó cồn cào đói phải ăn thôi. Ta nói á, đói phải ăn, khát phải uống, đó là định luật bảo toàn tính mạng mà ông. Ê, nhật thực tới rồi kìa. Ông ơi, bạn ơi, cứu bồ dậy dây tôi, cứu bồ tôi nha. Chết rồi, trời. Khổ ghê vậy đó. Thôi dọn vô từ từ tính tiếp. Thôi, từ tính tiếp đi. Cho ly nước ép không đường. Mà bị điếc hả? Cho ly nước ép không đường. Đây không bị điếc mà không biết đó có bị đuôi không. Nhìn coi chỗ này tao bán cái gì. Hủ tiếu. Ủa bộ ba đời mới thấy hủ tiếu sao mừng dữ vậy? Anh Tài nói thấy cái quán hủ tiếu là tới nhảnh rồi. À, bạn Tài hả? Ừ. Thế tôi chỉ cho. Tôi cái gì tôi cũng biết hết trơn á. Mà quan trọng có biết điều với tôi không thôi à. Giờ muốn hỏi gì? Tôi tới đây là để tìm vợ anh Tài. Nghe nói là vợ anh khờ dại lắm, không có biết xài tiền à. Cho nên tôi muốn tới đây để xài phụ. Nghe nói vợ Tài khờ lắm hả? Ai nói với cô à, bà khờ? Anh Tài. À, ông tội nghiệp bà. Bà khờ lắm, bà ngu dại dữ lắm. Tôi nói thiệt á, mà cô biết không, cô mà có gặp bả đó ha, nghe không, cô nói cái gì cô nói hoành tét ra, cô muốn cái ý cô như thế nào, nói thẳng là bị bắt khờ lắm, nó mé mé mà không có hiểu. Thôi, giặt ra hết cho bà hiểu nghe không. Tôi chỉ cho cái nhà đằng kia kìa, đây nè, đứng lên tôi chỉ cho. Đó, cái nhà đó đó, thấy không, đó cái nhà đó là của người đàn bà khờ dại nhất sớm đó. Tới đó đây muốn gì nói hoành tét ra nghe không, đừng có nói tắt mà không hiểu đâu. Thôi bớt nhiều chuyện đi. Anh Tài nói cho tôi biết hết rồi. Ừ. Còn nhiều chuyện chưa biết lắm, chờ rồi xem hen. Nhìn phong cách rất là kiêu sa chảnh chẹ, bước vô nhà chẳng ngó một ai. Kính chào tiểu thư. Chẳng hay tiểu thư đến nhà của tiện nữ có việc gì vậy hả? Tôi đến đây để mua một trái tim. Một trái tim? Trái tim ai? Tim heo hay là tim gà? Trái tim của chồng nàng. Tôi bán chồng tôi sao? Bán sao? Đúng. Ôi trời ơi, ai vậy? Ai làm cho tôi thấy sợ vậy? Ủa? Thôi mà không giỡn nữa, không diễn cai lương nữa, trở lại đời thường. Nè, cô là ai vậy hả? Cô bước vô nhà tôi,
cô không có chào hỏi gì ai hết, cô đi ngang trong nhà người ta vậy hả? Cô là ai? Tôi đến này để thăm nhà. Ở thăm nhà? Ủa, ở thăm nhà tôi thì cũng ít ra cũng phải báo cho tôi biết chứ. Cần gì phải nói, dù gì căn nhà này cũng sẽ là của tôi mà. Hả? Trời ơi, nhỏ nói chuyện ngang ngược dễ sợ. Là sao nói gì không hiểu? Bà lo, mày ly dị với chồng bà đi. Để ảnh còn rước tôi về để làm vợ với ảnh nữa. Ôi trời ơi. Ghê quá. Cái đồ cháo chúa lộn chồng. Trời ơi, chửi luôn. Ghê quá. Bà, mà mau á, ly dị đi. Để tôi còn về đây làm chủ căn nhà này nữa. Sao chưa? Hả? Xong rồi, phải nói. Ta tập trung tinh thần, ta tấn công nè. Nghĩ sao? Nghĩ là ai? Ngon quá ha. Trời, bước vô nhà người ta tự nhiên mày chỉ mặt cái người phụ nữ lương thiện mà nói người phụ nữ lương thiện là vườn cháu chúa lộn chồng. Ai nghe. Ai lộn chồng ai nghe ai bà ơi. Nhanh quá, quên mất chiếc giày nó mất tiêu rồi. Giày xịn chứ bộ. Lần này họ phải bắt ông Tài mua một lần mấy đôi mới cho mình mới được. Còn chiếc giày sao mà mang, mất luôn vô rồi. Ui da. Con quỷ cái này mà phải bồ của tôi á, đập nó xịt xỏ liền tức thời đó. Bây giờ nghĩ lại thằng Kiệt nó nói đúng. Trên đời trời đất này chỉ có mình là vừa sợ vợ vừa sợ bồ thôi. Ôi, nhục quá nhục mà. Lily hả? Tụt tưng bé bỏng của anh. Anh đang bận, anh đang họp mà. Anh đang lu bu nhiều thứ lắm. Anh đang thấy em rồi nè. Anh Tài đứng lại, ngồi xuống đó chị. Anh Tài, em có biết đâu. Anh mua giày mới này lại cho em đi. Bà vợ anh đánh em hả? Cái ông kia ổng suối bà đánh em hả? Giờ cả thế giới nát như em quá à. Trời, không biết đâu. Đánh em hư giày luôn hả? Tại sao vậy chứ? Tại sao mọi người dập liễu vùi qua em như vậy? Đánh mọi người vừa đáng thương mềm ấy như vậy chứ? Em không biết đâu. Được, em bình tĩnh, đừng khóc, anh có cách rồi. Bây giờ vậy nha, bây giờ tục tưng của anh nè, cầm tiền này nè. Đây, em cầm số tiền này, em ra chợ mua 8 đôi giày cho anh. Mua 8 đôi giày, để mình xài từ từ ha. Còn nhiêu tiền á, mua bông băng thuốc đỏ, vì trước sau cũng bị đánh nữa à. Trước sau mình cũng có gặp cái tai nạn nữa, nó nhỏ chứ mình biết mình có để mình phòng thân vậy đó mà. Thôi được rồi, em về. Mà anh nhớ là anh phải giải quyết chuyện này cho em á nha. Thôi em với anh đó luôn. Anh hứa với em mà tục tưng. Anh hứa với em mà, cái lời anh về đi ha. Anh hứa, anh lo hết. Anh nhớ đó nha. Anh lo hết. Anh Gì tự nhiên kêu hết không có dí à? Dạ sao nãy giờ vô không kêu hủ tiếu ăn anh? Tại vì bận nói chuyện. Dạ căng quá ha. Quá căng luôn. Ủa? Trời ơi, vợ anh với lại bồ anh á như hai con sư tử Hà Đông vậy đó. Ai cũng dữ thấy ghê quá. Ghê quá. Nhìn không hết có bồ. Trời ơi, hả? Thấy như hèn quá mà. Nhá ông vô ông hiếp tôi mà. Trời ơi. Ủa, anh sao vậy? Em đâu có đánh đập anh đâu mà tự nhiên cái dáng anh hết cục bầm tím gì vậy? Anh vậy nè, anh lo đi mà anh lo suy nghĩ lung tung trong việc làm, cái anh đụng đầu từng cái răng. Ui dạ. Cái này đau thiệt, cái này đau thiệt em ha. Này minh họa hơi lố. Đó rồi anh bị đập đầu vô trán chứ không có gì hết trơn á. Nè, tôi nói cho nghe nha. Nha. Sáng giờ tôi xui lắm rồi nha. Tôi gặp một con điên đi đánh ghen ngược ha. Rồi tôi còn gặp bà hung dữ với bà la sát. Trời ơi sao hôm nay xui quá vậy trời ơi. Anh nghĩ sao vậy hả? Anh nói là anh thương em. Vậy á mà anh đi ra đường anh cặp bồ cặp bịch. Còn ông nữa, thấy không? Ông là xúi cái con quỷ đó vô nhà tôi quậy đúng không? Phải không á? Làm gì có em. Làm gì có, không có chuyện đó đâu. Trời ơi anh không có biết đâu. Nó nhào vô nhà mình hả? Nó chỉ vô mặt em, nó nói em là phường giật chồng. Nè thôi bình tĩnh, chỉnh quần chỉnh áo lại đàng hoàng. Mặc áo đậm mà chỉnh gì? Rồi nghe tôi nói chúng ta hiểu lầm rồi. Cái con nhỏ đó nó có tới đây. Nó tới đây. Nhưng mà tôi chỉ nó, mà tôi không có chỉ nó vô nhà bà. Ủa? Tôi chỉ nó vô căn nhà ma ám. Nhà ma ám đó. Nhà ma ám. Vậy là nhà của Vũ à? Đúng rồi, vậy là bồ của Vũ.
đã nín ghen lộn bồ của Vũ rồi. Vậy là cái con nhỏ đó là bồ nhí của ông Vũ. À, đúng rồi. Hiểu rồi, bây giờ em sẽ đi mua hộp gà để em tặng lại cho bồ ông Vũ. Coi như là em lấy lòng lại. Đúng rồi. Đúng rồi, đi. Không, bây giờ em suy nghĩ lại. Tốt hơn hết đó là em nên mua chục hộp vịt lộn. Ủa, sao mua vịt lộn? Sói ca thích ăn hộp vịt lộn. Đúng rồi, mua cho cha Vũ đi. Cha Vũ đèo bồng lắm, vừa có vợ mà vừa có bồ nữa. Thôi, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Chút nữa trái nhà rồi mặt chuột rồi hú hồn.